Thưa quý vị, thưa các bạn, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, Thanh Hóa những ngày qua đã có những vụ việc tai biến do sử dụng dịch vụ thẩm mỹ không an toàn. Do vậy, cần phải siết chặt hơn nữa khâu quản lý đối với các cơ sở làm đẹp không phép này. Mới đây, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã phải nhập viện vì hoại tử da vùng rốn và thắt lưng sau khi hút mỡ bụng tại một cơ sở cắt tóc gội đầu ở xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa. Cơ sở này không được cấp phép thực hiện thẩm mỹ. Điều đáng nói là trong khi chủ cơ sở bỏ trốn, thì cũng tại địa chỉ này, một cá nhân khác đã thuê lại để tiếp tục làm dịch vụ thẩm mỹ. Trong đó có những dịch vụ không được cấp phép. Chị có tiêm tiêm cầm không? Tiêm cầm gọn hơn, gọn gàng hơn. Có chị ạ. Em có hai loại, một loại thường, một loại VIP. Có hàng. Loại thường là 1 triệu 2, còn loại VIP là 1 triệu rưỡi. Cấp bách? 1 triệu rưỡi ạ. Chị muốn tiêm loại đắt hẳn cũng có. Đắt hẳn là bao nhiêu? Còn ở một số cơ sở spa, phun xăm thẩm mỹ tại thị trấn Quan Lào, huyện Yên Định, các dịch vụ nhấn mí, nâng mũi có sử dụng gây tê dạng tiêm cũng được giới thiệu công khai tới khách hàng. Bọn em sẽ có hỗ trợ uống tê, chị mà tiêm tê. Bác chị nhưng mà làm thì ai sẽ là người làm cho chị? Chị chủ sẽ em, ừ, em sẽ làm. Nhưng mà chị chủ em là bác sĩ đúng không? Hay là như nào? Không, chị học bên dược chị. Giờ chị đã học lên cục phẫu. Nói chung là cũng hơi sợ. Còn cái này bọn em chị yên tâm, bên em làm nhiều mà. Hiện nay, tiêm filler lại đang là một dịch vụ phổ biến mà rất nhiều cơ sở cắt tóc gội đầu spa thực hiện. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đều chưa có giấy phép hoạt động. Người thực hiện các dịch vụ tiêm filler, nhấn mí, gây tê dạng tiêm cũng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Theo khuyến cáo, người dân cần biết rằng chỉ khi có 3 điều kiện sau thì mới nên sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật, bác sĩ được đào tạo về chuyên môn, được cấp chứng chỉ hành nghề. Thuốc và các phương tiện máy móc được cấp phép lưu hành còn hạn sử dụng.